Cảnh xin chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha. Hôm nay Cảnh sẽ tiếp tục chia sẻ đến cho cô chú bác anh chị mình á những cái công dụng tuyệt vời nha. Từ những cái bột mà cô chú anh chị mình sử dụng thường ngày á, là mình sử dụng một cái kéo, mình cắt ngang cái đầu như thế này. Và sau khi mình sử dụng xong thì cô chú anh chị mình á hay là dùng một con thun bể mình cột lại như thế này. Đó. Đó, mình cột lại như thế này đúng không, thì khi mình muốn lấy ra nữa thì mình bắt buộc mình phải gỡ ra như vậy, nó rất là bất tiện và không phải có thẩm mỹ nữa hơn nha. Thì hôm nay Cảnh sẽ tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị mình để mình làm một cái công dụng tuyệt vời từ một cái chai muỗng nhựa nha. Thì cô chú anh chị mình cắt ra như bột mì ra như thế này, thì chuẩn bị cho Cảnh một chai muỗng nhựa như chai nước ngọt gì đó cô chú anh chị, chai nào cũng được nha. Thì mình sẽ cắt ngang cái, mình lấy cái đầu này. Sau khi mình cắt xong rồi thì cô chú anh chị mình cứ có việc là mình sẽ cho vô một cái miệng này. Đây. Mình sẽ cho vô như thế này. Đây, thì mình cho vô một cái miệng bột như vậy. Mình sử dụng con thun, mình sẽ băng ngang cái đầu cái miệng này lại. Rồi bây giờ Cảnh sẽ test thử cho cô chú anh chị mình xem nha. Sau khi mình á chỉ dùng cột một lần như thế này, mình đây cô chú anh chị mình cứ gót ra, xong rồi mình cứ việc lấy một cái nắp này mình đậy lại thôi, cực kỳ đơn giản và nó sẽ không phải cột nữa nha. Đó. Đây không có đổ đâu cô chú anh chị mình yên tâm nha, mình dặn cái nắp lại này không có đổ đâu, rất là chắc nha. Đó. Thì cô chú anh chị làm thử một cái cách này đi, rất là tuyệt vời luôn nha. Rồi cái công dụng kế tiếp thì công dụng kế tiếp á, hầu hết á những cái cục xà bông như thế này cô chú anh chị mình xà, mình tắm rồi mình chà, mình chà thì xong hết, mình có đem để đây, khi mình chảy đây á cái phần nước nó bám vô phải dưới cái phần nền này và mình lấy lên nó cũng khó khăn và mình cầm lên nó trơn nó chật, thì mình hãy làm ngay cách này cực kỳ đơn giản và cục xà bông của mình á nó sẽ không có bị chảy ra nha. Rồi còn làm cách nào thì mời cô chú anh chị mình theo Cảnh để mình biết nha. Thì tiếp theo á, chuẩn bị cho Cảnh một cái nắp chai muỗng nhựa như thế này. Đây cô chú anh chị mình xem đó, thì 100 cái nắp như thì mình sẽ cắt ra. Sau khi mình cắt ra một cái khía như thế này đây, và mình sẽ cho nó ấn vô cái đường này, cô chú anh chị mình xem nha, mình cắt như vậy nha. Đó. Rồi mình để mình chà rửa xong mình để như vậy, nó kê lên trên cái mặt trên và nó sẽ không đụng dưới cái phần đáy dưới này, nên cô chú anh chị mình yên tâm nó sẽ không có bị chảy ra nha. Thì bây giờ Cảnh sẽ đem vô Cảnh test thử cho cô chú anh chị mình xem nha. Thì sau khi á cô chú anh chị mình chà rửa xong thì cô chú anh chị mình để dày, thì đây Cảnh quay cái dạ dưới cho cô chú anh chị mình xem, nó sẽ không có bị chạm dưới những cái thanh cái mặt dưới này nha, nên nó cái phần cục xà bông của mình á nó sẽ không có bị chảy ra. Đây còn như là cô chú anh chị bình thường rồi đó, mình để xà bông mà mình không kê lên đó, nó sẽ bị chảy như thế này. Đây là một cục xà bông mà nó bị chảy nè cô chú anh chị, đó nó chảy ra như thế này. Đây mình sử dụng mình chà rửa là nó sẽ chảy ra như thế này, thì tại vì cô chú anh chị mình để ta nằm dưới đây
nó sẽ có một cái rất nước đó, ẩm ướt ở đây nên cái cục xà bông mình nó sẽ bị chảy. Và còn mình để đây, khi sau khi mình chà tay hay mình tắm rửa gì đó là mình kè để dưới vậy và mình lấy lên cũng dễ nữa. Đây dưới hai nó mình để ngay trong chỗ bồn rửa chén của mình đó, để mình chà tay đâu á thì nó cũng rất là tiện lợi luôn, nó không có bị trơn trượt nha. Thì sau khi á, đây là một cái bồn rửa chén thì hay rửa tay mình á, cô chú anh chị mình cứ để lên đây nó sẽ không bị trơn trượt. Mình rửa xong rồi mình sẽ để vô lên đây nè, đó cô chú anh chị mình xem, mình buông ra nó cũng không có trơn trượt nữa nha, và nó sẽ không bị ẩm ướt nữa. Thì đây là những cái công dụng rất là tuyệt vời giúp cho các chị nội trợ mình tiện lợi, trong khi mình chà tay chà chân hay tắm rửa gì đó mình kê cục xà bông mình lên nó sẽ không có bị chảy ra và mình xài nó cũng rất là tiết kiệm nha. Thì nếu mà cô chú bác anh chị mình có xem kênh Cảnh á, có thấy hữu ích và mến kênh Cảnh, cho Cảnh xin một like và một lượt đăng ký nha. Nhớ bật chuông để nhận video kế tiếp của Cảnh nha. Thôi Cảnh xin chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha. Hẹn gặp lại video sau nha.